Chào các bạn, hôm nay mình xin làm clip hướng dẫn độ 2 sim trên Samsung Galaxy S8 phiên bản Hàn Quốc. Đây chiếc S8 Hàn Quốc đang là một sim phiên bản Android 8.0. Thì trước khi độ 2 sim, các bạn phải kiểm tra máy là Canon đã nhảy chưa bằng cách về download mode. Download mode. Nếu kiểm tra cái phần này void, warranty void là phải không thì chúng ta mới tiến hành làm bước tiếp theo. Bây giờ mình sẽ tiến hành reset nó. Thì các bước reset như sau. Trước tiên chúng ta bật OEM unlock lên. Bật chế độ cổng để reset 3197 12358. Ok, đối với bảng K thì tôi nhập mã số là 774632. Tôi chọn USB setting. Chọn dòng cuối cùng. Ok. Tắt máy, về chế độ dark mode. Trước khi reset thì chúng ta phải nạp cho một cái đâm modem của combination. Thì để lấy ra thì chúng ta tìm file combination của nó và giải nén hai file modem và file cùng modem debug.bin hai file này. Giờ chúng ta tiến hành bôi hai file này để nạp qua CP thì chúng ta có thể reset được. Bây giờ chúng ta có file ta này. Bây giờ mình sẽ nạp file này qua link. Giờ download mode. Sorry. Nhầm file đây là S8 lết lại. Nếu mình làm nhầm S8 như bạn, đây là S8 lết. Bây giờ mình sẽ làm lại trang như vậy. Không, giờ mình sẽ tiến hành reset. Thì reset thì các bạn cần cái box chuyên dụng như là ZBX, Octopus hoặc là Chimera cũng được. Ta gắm cáp vào mở phần mềm ZBX lên. Ý là máy nó phải nhận driver port Samsung USB này thì mới read được nha các bạn. Đây là các bạn chỉnh trong 3197 12358 hồi nãy đó. Là mở bật lên ở đây. Rồi phần mềm ZBX. Ta chọn model của nó.
Tôi chọn backup research đi ạ. Giờ chờ một chút nó sẽ reset thành công. Thì bạn nào không có bốc thì không muốn tự làm thì có thể liên hệ địa chỉ với mình để hỗ trợ. Chúng ta có file sơ. Sau đây mình sẽ tiến hành sửa cái file sơ này lại để làm hai sim. Đây file sơ của nó thì mình sẽ tiến hành copy từ bốn dòng cuối cùng. Copy path thêm số 2. Rồi save lại. Xong. Giờ mình sẽ tiến hành nạp file compile và làm hai sim. Giờ download mod. Odin chọn file compile. Sau khi nó nạp compile xong thì sẽ tiến hành quay sơ. Chúng ta mở cái tool này lên thì lát hơn mình sẽ để lên ở dưới, bấm gáp vào, tích vào lúc đua sim đây, chọn new set ml reset. Cảm ơn. Click vào nút Writer. Dọn cái sơ hồi nãy. Đây. Sau khi tôi wipe path hết rồi, xong bây giờ các bạn up room gốc lại rồi blast room cúc là xong ha. Thì bạn nào có nhu cầu làm thì liên hệ địa chỉ mình tại Thuận Mobile, số 380 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Rồi, xin cảm ơn các bạn.